Khởi nghiệp theo hướng mua lại quyền kinh doanh của các thương hiệu lớn là một hướng đi khá an toàn cho những bạn trẻ đam mê kinh doanh. Thế nhưng thu lợi trên mô hình chuỗi có sẵn không phải ai cũng có điều kiện vì chi phí rất đắt đỏ. Chính vì thế, việc sáng tạo ra một mô hình kinh doanh của riêng mình nếu thành công sẽ nhân bản thành chuỗi đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ có năng lực. Thưa quý vị và các bạn, nói đến kinh doanh theo chuỗi thì đây chính là một trong những thương hiệu tiên phong tại Đồng Nai và rất được các bạn trẻ ủng hộ. Như vậy thì Z Cà Phê đã từng bước xâm nhập vào thị trường như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Bắt đầu từ một kiosk nhỏ chỉ 4m2, đến nay Z Cà Phê đã xây dựng được 15 cơ sở khác nhau với các cửa hàng diện tích lên đến 500m2 và đang mở rộng chuỗi cửa hàng theo hình thức nhượng quyền thương hiệu. Muốn đi theo hướng này, người kinh doanh cần phải nắm rõ phân khúc khách hàng của mình để tập trung cho thị trường ngách, tránh cạnh tranh với các thương hiệu lớn. Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các cửa hàng còn được chú trọng quan tâm. Chúng ta vận hành 1-2 quán, nó sẽ khác với vận hành nguyên một cái chuỗi. Hai cái vận hành đó nó khác nhau hoàn toàn và duy trì chất lượng dịch vụ nó giống nhau là cực kỳ khó. Có những nhà nhượng quyền họ chỉ quan tâm tới vấn đề lợi nhuận của họ và họ cứ phát triển hệ thống ra rất là nhiều. Nhưng mà họ phát triển càng nóng thì cái vấn đề mà duy trì chất lượng cũng như là cái thống nhất toàn bộ hệ thống với nhau rất là khó. Từ hai lý thuyết cơ bản đó, Talk Cafe hiện cũng đang xây dựng thương hiệu cà phê giáo dục đầu tiên tại Đồng Nai. Với hàng chục chi nhánh trải dài từ khắp tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh, việc duy trì chất lượng đồng đều giữa thưởng thức cà phê và đào tạo Anh ngữ không hề đơn giản. Tuy đây là hình thức kinh doanh rất hữu hiệu trong quảng bá thương hiệu và tiết kiệm chi phí đầu tư, nhưng nếu startup không có hoạch định kinh doanh rõ ràng, chiến lược cho từng giai đoạn thì khả năng thất bại vẫn rất cao. Thì tốt nhất trước khi bạn khởi nghiệp, bạn hãy đặt cho mình khoảng 20 đến 50 câu hỏi trong tất cả mọi vấn đề từ tài chính, kinh doanh, dòng tiền, nhân sự, marketing. Nếu bạn trả lời được, trả lời tốt thì ngay từ lúc đó bạn nên khởi nghiệp. Còn nếu bạn chưa trả lời được và bạn chỉ khởi nghiệp theo cảm xúc, nghĩa là tôi thấy cái đó tốt, thì tỷ lệ bạn thất bại rất cao. Theo đó, để thành lập một chuỗi cửa hàng kinh doanh, nhiều nguyên tắc buộc phải có bao gồm logo, màu sắc, trang phục. Cửa hàng được xây dựng quy trình đồng nhất và hoàn hảo, chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải nhất quán trên toàn hệ thống, giá trị đem lại cho khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp là như nhau. Là chúng ta cần phải xây dựng được cái thương hiệu của công ty doanh nghiệp và cái nhãn hiệu của công ty được nhiều người biết đến thông qua một cái thông điệp độc đáo mà doanh nghiệp mình định vị, thì doanh nghiệp tổ chức của chúng ta có giá trị thì chúng ta mới bán đi được và như vậy chúng ta mới kinh doanh chuỗi được. Có thể thấy, dù với bất kỳ mô hình nào, để khởi nghiệp thành công đều không hề đơn giản. Trước khi bắt tay vào gây dựng sự nghiệp, thanh niên cần nắm rõ mọi kiến thức và ngành nghề mình chọn để tránh nhiều rủi ro nhất có thể.